Từ từ lấy cái kèm á, cái kèm á xong dít vô á. Wow, nice side. Đây, các bạn thấy gì chưa? Mới cắt con cá mú ra nghe các bạn. Nãy bận rộn quá, cắt không quên quay đi. Mới tái chanh xong nè. Mới tái chanh xong rồi. Chờ nó săn thịt lại xong rồi dắt cái nước nó bỏ rồi hái cây chuối con chiều nay làm gỏi các bạn ơi. Hồi bữa đi câu về nè, bây giờ mới làm món gỏi cá mú thịt nai rồi tùm lum tà la hết. Ê các bạn ơi, bây giờ cắt hai trái múp này chiều xào thịt nai. Wow, múp đã ồ trái chắc đủ rồi, đủ hết trời, bữa cắt nữa, hồi ăn đúng rồi, quá trời dài luôn. Bữa rồi nhiêu đây xào thịt nai đủ rồi. Kìa, giờ ra quay luôn. Quá trời đẻ hả? Còn mấy trái nữa, hai trái nữa, ba còn trái, bốn trái. Trái này không biết nó lớn không nè, chắc hết lớn rồi hả? Mới cấy á, hồ héo rồi, hết nước. Thôi giờ ra quay trước cắt cây chuối chiều làm gỏi. Bầu quá trời bầu, mấy cái này chắc cắt hết rồi đỡ nó về mâm. Wow, ba bốn trái rồi, bốn trái luôn.
Cái hồng năm này thưa trái quá. Nắng. Ê. Năm đầu tiên trồng mấy trái mướp đã. Ê. Ủa, trái đủ không ta? Chắc hai trái quá. Bữa nào ăn trái nữa. Cắt cây chuối. Rèn trước trắc cây chuối lặt éo quế. Éo quế thì xào thịt nai. Nêm vô cho nó thơm. Lát cắt rau luôn, cắt rau gỏi luôn. Ok, bây giờ ra ấy nè. Anh thấy anh cây kéo mà không? Bây giờ. Ok. Ra cắt cây chuối. Ồ, có mấy cái cải xanh lên rồi. Vừa gieo đó. Wow, cắt cây thuốc ở trong nghe, cây nhỏ thuốc ở trong nghe. Muốn chặt cây nào chặt. Đó cây nhỏ thuốc ở trong á. Cái này để cho nó lớn đi. Cho lớn sang năm lên. Ồ mấy cái lá đó. Ồ, bữa ơi. Hà nó nói đưa cho Hà nó làm bánh tét á. Ồ phải không? Ừ tại bữa giờ nó cho em bao nhiêu cây bánh tét rồi. Ừ giờ anh gọc đi có gì em bỏ frozen. Chắc cây chuối làm gỏi các bạn ơi. Được phải không? Được. Ừ. Giữ cái lá này lại vậy. Ừ để đi. Chuối này mà làm gỏi cá rồi thôi khỏi nghe hết rồi ha. Ừ. Mình nó bắt chờ chút. Đây các bạn ơi, giờ xào thịt nai nhé, thịt nai có sả không chú? Búp. Sả hả? Ô sả không? Có sả nè. Một cái sẻ nữa hả? Hồi kia anh xào không có sẻ, các bạn mà đâu sẻ có bữa rồi. Có này nêm được rồi. Nó bay mùi cái nai này. Mướp hương ở nhà trồng đây, bữa nay xào với thịt nai. Đã không? Còn non không? Đó đi. Non hả? Dừa chứ đâu non gì không? Trái đủ hả? Trái đủ, còn trái kia để bữa nay bữa xào không? Ở úp luôn á, xào ăn này ăn hao lắm à, cái này ăn hao lắm à. Đây đông người á. Tăng rồi đó. Ồ tăng hả? Ừ. Tăng là quá đã các bạn, thịt nai mà xào dưới mướp hương mà ở nhà trồng mà nêm rau quế nữa thôi. Cái này chịu nổi, còn miếng nó dài à. Dài. Vừa đó đi cắt thịt vụn mà đừng có bị mọn không sao. Cầm miếng. Tại vì mấy cái miếng mà mỏng á là mấy cái miếng đó là ok mềm nó cho nó đó. Đã các bạn, cái nước này mà chan cơm ăn rồi thôi nó ngọt ngay luôn. Đây chưa đây nãy quên đem cá, bây giờ bỏ bóp nè, bây giờ kiếm cái thau gì đây. Một dĩa à? Một dĩa đó thôi, còn gỏi thì hai dĩa hai bên. Bây giờ lấy cái thau, chứ cái thau này, thau của em được không? Hay là nhỏ quá? Ừ thì đó, bởi vậy. Ừ, lấy thau bự đi. Gỏi cá mú nè các bạn. Mình hôm bữa ba người kéo lên chung thì không dính con cái nào hết, tay mình dính tùy chỗ sinh hoạt. Nghe dạo này thời buổi hiện đại bây giờ dễ làm điện ảnh là cứ trộn cá đâu cũng được đóng phim, cũng được lên TV, trộn đi chút xíu nó làm sốt. Ngồi đây
về, bữa đi câu cá về chưa có ăn các bạn, giờ mới ăn. Bên đây có món gỏi cá mú nè, rồi nai xào mướp hương nhà trồng nè, đó. Rồi lòng nai nè, trời ơi. Trời ơi, hôm nay là xây nữa rồi. Đây, cho thì múc ra hai dĩa này rồi. Rau bỏ đây nha. Đó, lấy ra hai dĩa đây, rắc đậu phộng lên, xong. Má la luôn. Mời mời các bạn miếng nha. Cuối tuần thì đi câu về chưa kịp ăn, đi săn về chưa kịp ăn, bữa nay mới ăn. Bỏ trên giữa cho gỏi đi. Hai bên hai cái. Ai cũng chan hết rồi. Lạc là chan, lấy cái muỗng nhựa không? Có muỗng nhựa không? Thanh Lê. Em quên. Trí. Thanh Lê không biết à. Hai yeah. Two free to play. Một ghế là hai cái free play. Như đây nó dụ, nó cứ dụ đóng thêm đồng nữa, mua ép chai nữa. Có này đóng xuống nhiều chứ. Cái muỗng đi vô trong rồi, đúng không? Hừ quá hừ. Hồi giờ còn các ơi, cuối tuần anh em cái nhà lá vườn đi săn đi câu gì mệt mỏi, làm chút xíu cho nó tỉnh ha. Thôi xưởng cho thì hai sát đi. Rồi chút xíu nó xưởng tôi nhiều. Kẻ không ăn rồi. Mày hôm nay đâu có sát rồi nữa. Đó nè, vậy có cái chai đồ huyền thoại đó mất hả? Chắc là nhò đó. Mời các bạn biết nha. Đó rồi. Mùa này cũng có nè. Chắc là nhò... Chùa vụ chứ thế nè. Đây không có con nào luôn, không có con gì luôn. Hai người cái đổ cái bình bị dướng. Các bạn ở bữa đi câu cá đó, bữa đi câu cá rồi châu xì thua. Không có cá bữa nay phải phạt nè. Lên đây ngủ coi, lên giường nằm ngủ. Lên đó con nó buồn ngủ á, nó buồn ngủ lên đó nằm ấy. Rồi phạt phải uống cho đàng hoàng coi. 1 2 3 vô. Ô cái phạt hơi bị ngon luôn á. Ok, chút xíu nó uống nữa hay sao? Rồi cho nó uống nữa nè. Thôi cho nó chút xíu nó uống nữa nè. Con chú xì lấy miếng thịt xí sờ xong quất luôn. Bình phạt mà là nghĩa đôi ta chỉ có gì thôi. Bình phạt mà ăn thịt nai nữa thôi chứ còn gì bằng. Ô vô quá trời luôn. Cái tội câu cá mà chảnh chảnh à. Dính không cấm cá là sao? Đó, hai xót đó. Thiệt là đau lòng. Châu gì thiệt là đau lòng. Thôi mình cũng vô đưa hơn đi. Thiệt là đau lòng. Mời các bạn đau lòng. Ủa đau khổ vậy? Đau quá. Đồ anh vô hai shot mới đồng với anh vô dữ á. Để cho cá từ từ nhé. Em nhớ chút xíu đem tô là về nè. Đó. Wow, nói về đây là màn hai cánh hai, các bạn để trộn một thâu giờ trộn tiếp rồi. Mấy bỏ một muỗng rồi đó. Hai muỗng rồi đó. Thịt nai thì chuẩn bị xào tiếp. Trộn lên xong thêm ba muỗng nữa. Thịt nai là chuẩn bị xào chảo thứ hai nha. Quá dữ luôn. Ê, đừng có gấp ra hết, một nửa thôi, bỏ ra một nửa thôi. Để chút nghe nó về nữa. Lấy cái đũa. Alo, Thứ Dữ, gọi Thứ Dữ. Cam mú ngon nha. Cam mú không lú là cũng. Cái mú là chú hát hả? Mày nó trang cho mà rớt tùm lum la làm sao đó. À, xong rồi. Mình chút xíu gấp ra đây luôn nè. Rồi mắm nào thiếu á bút ra. Này chút xíu em gấp hai dĩa cho chừa ngang mớ trong đó. Rồi. Đó, quá trời màn hai cảnh hai nè. Quá trời mồi luôn.
Thanh Lệ chỉ được trồng gỏi thôi, do ngồi ra không biết vậy đó. Đúng rồi, để hơi lạc đó, không có khóc. Quá trời thịt nay này mà sao dưới mướp hương nữa thôi. Nhậu mé la luôn các bạn ơi. Đi săn về không có thời gian ăn, bây giờ mới cuối tuần mới hưởng thụ nè đó. Câu kéo luôn vậy. Quá gì đã. Con. Sợ đó đi. Đây em. Sợ gì vậy? Còn nó luôn. Từ từ không ra ép đâu. Đó. Thử thử dữ coi. Đây là vị trí kêu thay tự. Này. Quất cái gan này, quất cái gan đó. Nó đi tiếp rồi. Dạ dạ, đó chấm cái đó. Mém. Ồ má là lộ tìm đâu ra. Chỉ cái nhóm thằng thằng dữ rồi á. Bắn nào vậy? Hả? Em ơi. Bắn hồi mấy năm trước hả? Where you going? Có không? Bắn được gì? Nay hả? Ồ. Không bắn gì. Em muốn gò không? Đưa được mấy con voi. Ở đây còn hơn Việt Nam nữa đó. Rồi vô các bạn ơi, màn hai cánh hai mới xào ra. Mới xào mới bóp ngồi tiếp tục nè. Quá dữ luôn, mút hương luôn. Bố hương ở nhà trồng sao xào thịt nay nó hộp nè. Hấp dẫn không? Nhớ không hả? Mới vậy Huy phải đi theo mình rồi sao chứ. Tối ngày nó đi đâu không người ta mà tới giới kỳ cục. Nhìn mình cười nhiều quá trời. Về đây suy nghĩ bậy nè. Ờ, Đăng Phân á, chị Đăng Phân á. Nói đi đừng sợ. Rồi, nói đừng sợ. Để anh Cường đi theo anh Huy học tiếng Đức. Xà lê chưa chích gì đó. Đích và xà lê là quất liền á. Chích liền á. Im bớ rồi. Em ăn nè. Cắt xuống thì đây hết rồi, không chịu cắt. Còn sao đây chăm sóc kỹ dữ vậy? Toàn làm miếng thịt nóng nóng à? Có anh làm chưa? Ồ quá ngon. Bút thì ở nhà trong, nay thì đi săn về rồi thôi. Không mà. Vô mà các bạn ơi. Ông về đó gì có nuôi gà nuôi gì định chưa? Có. Nuôi hả? Nhiều. Nuôi gà móng đỏ cho anh. Lợn hai á. Lợn hai. Đồ có đâu, nuôi được mà luôn. Con nói ông nuôi không á, vườn á, vườn á. Lợn hai, lợn hai. Thấy dẹp thì ngon rồi, nó đẹp, nó mới đỏ. Cá phi, cá ong, cá gì, cá gì, nói đúng không? Cá biển không ạ? Cái này cuối tuần.
lần anh em mồi cái nhà lá vườn cái coi. Mời 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 các bạn cuối tuần vui vẻ nha. Ok. Bye bye luôn. See you next video. Yeah. Nhớ miền Tây quá.